Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận thi đấu tiếp theo trong ngày nha anh em. Đấy, trận đầu tiên Khả không đánh, trận thứ hai bắt đầu phải đánh nha anh em ơi. Đấy, hơi vô hơi bị chở một tí. Anh em đang xem cho Khả một like ủng hộ cho nha mọi người. Đó, bây giờ Khả đang đánh được cuốn nha anh em. Còn năm độc. Ơi, chờ chờ. Mới gặp ai nè em ơi. Cứ cho tinh thần là mình gặp người nào nhẹ nhẹ cân tí nè. Má nặng cân quá khó đánh lắm. Cân tư mà định đúng rồi anh em. Rồi, điểm đó, điểm đó. Ok, gặp ai đây. Cái bàn mà đỉnh, ok. Gặp cái bàn mà đỉnh nha nè. Cái bàn mà đỉnh của chúng tôi. Đó, cái bàn thì phịch chín ít trước còn thịt nó rồi nè. Cái bàn chỉ việc phục vài đao cho nít giữ banh xong đâu là búp bùa bù xong là vài đao tiếp tục là tự động bóc hơi anh em. Đó, tiếp tục trận sau nha anh em, ok chưa? Rồi cái bàn mà đỉnh là nhiều cấp đây mấy người. Cái bàn thì mình đánh khá là bình thường nè, chỉ sợ bóng hồng kia thì mình chưa gặp thôi, còn mấy người bóng thường thì mình quật nhanh lắm nè. Hôm nay nhiều cấp, cái bàn 84 mà đỉnh okay rồi. Trên 38 anh này cũng bình thường, anh này gần lon, dạng gần lon. Trên 38 này. Anh Tâm Thánh gặp ai? Anh Tâm Thánh ơi. Anh gặp Đường Môn Lâm Mẫn Nhi. Thắng chưa? Thắng chưa? Đang đánh. Rồi, để em chuyển cho. Rồi. Lầm đi anh ơi, sở hữu. Xịt nó ra. Đó, ok chưa? Ok. Đó. Okay. Em đánh xong, em đã ăn làm nhanh không? Trà Vinh cùng quê. Ok, người Nam. Đó, lượt like phải biết lên đó. 136 like rồi anh em ơi, 200 like đi anh em. 200 like ủng hộ anh em ơi. Hà Kiều sẽ donate khoảng 100k vì ủng đồng. Đó, có ly cà phê gì liền anh em. Like được kênh tăng lượt tương tác có được sức giúp AD nhé anh em ơi. Ok. Trong vừa rồi em gặp cái bang mà em quýnh nó rất là nhanh anh em. Em quên nó mấy cái đào chứ nít rồi em bất bùa nó nằm một đống luôn. Cái bang nó thấp quá. Có cấp 138, 139. Ừ, 24 thua 4, 20 trận cuối năm ơi. Cố lên. Tí nữa gặp Trương Tâm Phong này, Trương Thí Sơn này cho nó nhanh em. Gió đang. Cánh cuốn này Khải đặt hết tâm huyết vào bạn Nam Động này khá là cao nè. Tại vì thiếu lâm Khải đánh khó lắm. Tập này vô cái băng không, không thể nào đánh được. Anh cuốn ơi, nếu mà ổn ổn thì có thể quanh qua cái set đồ này cho con ạc chính em. Em quanh lại set thiếu lâm anh cầm. Em đi lần đó tiếp tục Nam Động, ok không? Hiểu không? Ý là em sẽ đổi về Nam Động. Em sẽ đánh cái ạc Nam Động em mượn. Nói chung em mượn set đồ anh trong vòng 5 ngày. Đó. Ừ. Đó. Đúng rồi. Xong đâu không lúc copy thì em chủ yếu vô top thôi, còn lúc copy thì em trả lại đến anh nói em copy sẽ đồ ảnh chứ. Còn em lúc đó em đánh thiếu lâm rồi. Chứ còn đỡ mà thiếu lâm em đánh vô dòng này không thể nào vô được. Toàn cái bang không thể nào vô được. Chỉ có đồ em đọc thật là em mi mới vô được. Còn nhiều. Ôi. Em thấy này Khánh Râu này, vô đồ tứng rồi tùm lum là áo toàn cái băng không. Khánh Râu yếu mà. Yếu rồi. Áo này cái băng hai món định khái. Kiểu này quật em chết ngay. Nói thiệt là thiếu lâm em không làm được gì luôn á.
Chị quýnh được mấy năm đầu đường môn mà. Bữa không dám đi luôn nè. Nãy giờ 4 like rồi nha. Ok em cảm ơn anh Hùng An nha. Anh Khải sao không like Facebook? Ủa? Vẫn đang like Facebook mà Trang Hồ ơi. Khải vẫn đang like trong fanpage Võ Công Trường Cười Sơn Hà Giải Tắc với lại Duy Khải Gaming fanpage mà. Đỡ lên 6 like nữa nha. Ok anh Hùng An ơi, 151 like rồi nè em ơi. Thiếu 49 like nữa nè em ơi. Đó. Hà Kiều chơi kiểu quá chắc luôn anh ơi. Lên 200 like donate cho thằng em 100k làm đi gà phơ. Auto đánh là mình dùng auto gì Hoàng Khải. Nếu mà đỡ auto thì vẫn là auto BK một cho, auto BK Kim Yến nha anh Hoàng Nam Lê ơi. Gặp mấy ông cái bàn á, mình có cái hướng sắp đánh rồi. Đam vài cá cho ông rút mana nào mình đứng bùa nào. Thì thời gian đó ông đâu đánh được mình đâu. Ông hết bùa, ông hết mana á. Bây giờ mình phan thôi. Đó là những cái bàn thường. Còn cái bàn viết thì chưa biết, chưa biết. Ồ, có con Nam Động My Love nè. Ồ, Nam Động My Love này cũng căng đấy. Uầy, 4-4 kia bên phái. Ây cha, quá dữ dội nha. Gặp con này khỏe đấy, đừng có đùa. Đau như mình luôn, Nam Động nó như mình luôn nè. À, cấp nó thấp, không được, không sao. Ê, con này em sẽ cố gắng đánh. Ê, này thấp đó, cấp thấp. Con hàng 448 thì cấp nó nhiều thôi. Cấp nó khoảng 139 à. Trời. Trời, nó thua, nó thắng 10 thua 8 rồi anh ơi. Thằng này không anh thua, mình sẽ cố gắng thịt nó là được. Mai nước mà nó mặc như thế này, em đứng đánh kim 9x. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Em mà chặt được cái em phanh bùa liền mà. Thằng này được, thằng này nó mới 139 rồi. Không cần đừng đánh mấy đồng. Nó đeo mức bùa rồi. Đúng rồi anh. Thằng sẽ đàm 9x em phanh bùa là nó chết rồi. Nè, tỷ lệ mình khá là cao nè. Đội mình tháng 24. Ok không? Auto bơ can mình mua đâu. Anh có thể liên hệ Auto Kim Yến nha anh ơi. Ủa đau đẹp thế. Ta thường phải đi 140. Anh Tâm Thánh thắng chưa? Tình lực 199 à. Mấy hôm trước em thua lại con lương đúng 2 trận. Em không biết kiểu gì luôn. Nó đam em đúng 2 cái bốc hơi luôn. Nhanh vãi chưởng luôn nè. Cảm giác đủ như mình mấu giấy vậy. Hay vậy. Cái lúc đó mình chưa có 120. Có rồi, có rồi. Nó cách vô xong nó đam em 2 cái. Mà này em không có luôn. Em không có mà nào để em đánh luôn. Xong nào là đam em 2 cái để em chết luôn. 2 trận liên tiếp luôn. Má ảo thiệt. Thằng này bên xe bên kia thì mắt biết tận mặt tận rồi anh nè. 1 đến 25 rồi. Mình thì mới có 1 đến 10 rồi. Thua đến 15 cấp. Đâu, mình mới đến 6. Mới 1 đến 6 hả? À? Thua gần mười mấy cấp. Đến 5, đến 7 hay 8 gì vậy? Đợi mua Evan này, cố gắng mua cho mát anh này. Có đâu mà mua. Có, Evan có, Evan có. Evan có. Lấy cái vi phong kháng cả bên Thiếu Lâm cho Nam Độc đeo luôn cho Khải Châu. Đúng rồi, biển Nguyễn ơi, Khải đeo vào này. Tất cả hiệu ứng ngựa này. Đó, Khải cũng đưa qua này. Phi phong Khải cũng đưa qua này. Mạch nạ Khải cũng đưa qua này. Đó, kháng Khải rất là trâu. Hôm trước có 75+3, Thiếu Lâm chém 2 đầu. Vãi nồi. Chém như con. Chịu, kỳ hộ chém 2 đầu chết chịu. Chúng gặp Thiếu Lâm đào là bắt lương nữa. Xin buông tay, chịu chói. Làm được gì? Anh Ninh này, Ninh Tâm Phương bại này. Ninh thắng nhiều hơn nhiều. Thắng 20, thua 11. 20 mà thua 11 thì khó làm nhiều tốt. Bên này nó thua 18, à bên này thua nhiều quá. Thua nó 18 chẳng. Cứ thắng được tầm khoảng 30 trận là có tốt. Đúng rồi anh. Em thì cái mộng em top 1, 2, 3, 4 còn 3 top 1, 16. Tầm này là easy 16 rồi. Em quýnh, em nào quýnh cho anh em phải lên top. Lấy dòng luôn, lấy dòng sáng luôn. Mấy
cố gắng hết sức anh em. Ui, hồi nãy hồi sáng em gặp hai con Emmy hơn em ăn luôn. Hai Emmy nó hết máu. Ừ, đồ em quýnh đồ sạch sẽ máu em còn 10 bình nó chết, nó hết máu luôn. Hai con Emmy hồi sáng. Đi đấu chỉ mong gặp Emmy. Xem đúng rồi anh, xem cái băng bổng vạn sự tùy duyên. Ok lão đại ở cần một, lão đại cần một này cũng năm độc, lão đại cần một năm độc. Ok có vài năm độc vạn sự tùy duyên. Khải vừa rồi, Khải vừa soi giờ đấu tiếp ra cái bàn. Chô, Phú Cường nữa đây. Đầu Phú Cường Thiếu Lâm bận luôn. Chô, quá dữ. Má Thiếu Lâm bận ghê dữ ta. Đây, bạn sợ tự nhiên đây. Cái bóng bóng này mày, cái bóng này chắc mình cũng banh. Bốn bóng một kiểu phải. Áo mát. Đây. Ê, cầu đào với tao tưởng sao. À. Khải đừng mong ba món kim. Cái bàn là đồ đẹp luôn em ơi. Đó, đồ cái bàn này. Cấp nhiều. Hạng 55 thì cấp chất ngủ 152. 152. Quên đường mong lắm anh chị Khải ơi. Ừ, Khải. Còn cái 18 quảng cáo nữa chết rồi. Trương Tâm Phong, nhỏ đam. Có lẽ Phú Cường, ok. Thế Lâm Bảo này mời. Anh em đang xem like, chưa like thì cho Khải một like anh em ơi. Còn thiếu 30 like nữa đặt móc rồi anh em ơi, đúng rồi. Hiện tại đang thiếu 30 like nữa đặt móc 200 like anh em ơi. Anh em ủng hộ Khải được nhận donate 100k đi anh em ơi. Hà Kiều là anh em thấy không? Hà Kiều comment không? Đây là anh em, thiếu Lâm Bóng. Thiếu Lâm Bóng này nếu mà có gặp thì cũng Khải cũng cố gắng câu đam thôi. Không thể nào mà giao tranh cho nó được. Lâm này thì câu đam thôi. Nó đánh phạm vi gần mà mình đâu sợ đâu. Những con mà đánh phạm vi gần thì mình không sợ. Mình câu đam, câu thể lực thôi. À, vô, vô anh em ơi. Ok, ok, vô, vô, vô. Anh nên cái đó không? Nên cái đó không? Đưa đưa em cấp lại dòng cho nè. Anh vô 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 bên trong chưa? Anh không đánh. Không đánh nữa. Không đánh luôn hả? Không đánh nhanh. Okay. Ok. Ok ok. Rồi ok. Ok nè. Rồi nhớ Tâm Thánh ơi. Thứ năm nữ đúng rồi thì nghiện rồi. Thấy cái băng bóng thua được môn tiểu lý hả Khải? Nếu mà bắt tiểu lý thường xuyên thì cái băng bóng không nhấc tay được nè. Thua là cũng bình thường mà. Liên đấu này không có thiên nhẫn chiến hả? Có nha ba bớt đây. Có thiết bị vệ sinh băng mình đó. Anh thiên nhẫn qua lông kích. Rồi tiếp tục trận 2 năm ơi. Kiếm thằng bé bóc nó bám 5k mua được không Khải? Kiếm bé bóc kiếm như thế nào anh ơi? Đây đúng rồi. Kiếm nào đây đây. 5k ok anh ơi, quá đẹp luôn, hơn cả anh ngon ấy. Được được. 5k quá rẻ. Mua luôn anh ơi. Hôm trước anh mua có 3k thôi, mua cái đó 5k được đấy, bán lại cái kia cho anh em trong bàn đây. 5 kim ấy. Đúng rồi, 5 kim là quá rẻ. 5 kim tầm này thì quá rẻ. Ừ, không có dây độc phát tiếng phạm ơi. Anh đang chơi, anh tính chơi cũng được giống nè. Thì sẽ có đường một tiểu
Ờ có tiểu lý rồi, nghe mời chuyện kiếm đáng cho có đam. Đó, tiểu lý là được rồi. Xong xong liên đấu anh em đánh boss xong rồi anh em đấu giá vật phẩm thiên tử nha nam. Xong đầu xong đấu giá thiên tử sẽ tiếp tục đấu giá vật phẩm boss hồng kim tối nay rồi phát lương hồng kim tối nay nha anh em ơi. Danh sách Khải có chụp rồi nha. Ờ này có rương em ơi. Không thấy Thiên Quang VIP đúng rồi, Thiên Quang 3 thì Khải chưa thấy. Còn Thiếu Lâm thì nhiều. Hả? Là M A Z là muốn ra hả? Không chạy xét đâu. Ai Tâm Thánh ao giùm em luôn Tâm Thánh ơi. Ao đây nhường đây. Rồi Tâm Thánh ao giùm em đúng rồi. Ok anh ơi. Đó ông anh ông nhường cho một trận nha. Không chứ ông anh rồi Tết cũng thua rồi. Anh nhường cho vô tốt rồi nè. Ok anh ơi. Cảm ơn anh luôn. Rồi ok anh em ơi, tiếp tục trận trận đấu cuối cùng anh em ơi. Tiếp tục liên đấu cuối cùng này mời. Mình gặp ai này? Một phút. Phúc. Gặp ai đây? Trận cuối cùng này cố gắng không biết gặp ai nha em ơi, hên xui nha. Anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ cho nha em ơi. Cảm ơn anh em đang xem livestream rất nhiều nha. Cảm ơn 227 anh em đã like và cảm ơn hơn 270 anh em đang xem video nha. Tiếp tục có gì đây? Trời lại bắt lương thôi xong. Má lại gặp Thiếu Lâm đau chết tôi rồi. Chịu rồi anh em ơi, chịu rồi. À chết tôi. Trời ơi. Chết tôi rồi anh em ơi. Chết tôi. Rồi. Chết em rồi anh em ơi, đậu xanh má chấm đâu vãi lên. Hôm qua gặp Thiếu Lâm này chấm 2 đao chết rồi anh em. Ôi chịu rồi. Chịu. Ôi da. Chịu rồi anh em ơi. Ôi đâu. Ôi dù đâu. Má chết. Đầu vãi nồi. Ôi giời, đâu. Ôi giời, đâu. Được, đứng đây, mà đứng đường xa được. Đứng đường xa được em ơi. Ây da. Ôi, sợ thốn quá. Ôi da. Má chém vậy. Quên cầu hết mana rồi nè em ơi. Ông đang trêu ạc sao nè em ơi.
nếu ông em nếu ông đang chịu bạc thì mình có thở anh em à, tại vì ông thấy anh em thôi, mình có thở cao mana này đủ dần, cố gắng càng cao càng tốt nữa mà vừa đánh vừa chạy luôn, cho anh hết nhà mana luôn, cho ông hết nhà mana luôn. Ôi dồi ôi à, lúc này chém đâu quá. Ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui ông chạy đâu rồi. Ây da, ây da, ây da, da. Ây da, da. Đừng quá nè mà. Đừng vái cả nó, đúng là kỳ họ. Ui dù. Kỳ họ chiều anh em ơi. À, ông online rồi anh em ơi. Ông chém trước luôn rồi. Không phải treo vào tôi. Lúc này có thể treo mà tầm này không treo rồi. Má chịu chịu rồi. Ôi dồi. Ôi dồi, má chấm đâu vãi lên. Ôi dồi, ôi dồi. Má chấm đâu vãi nồi. Khó quá nè mày. Ôi, má ông đặt tóc chấm nhanh quá. Không nén nổi nè mày. Chém chỗ nào trúng cái đó, trúng nào chém nào trúng cái đó. Ừ nãy giờ em ca vô đâu mà đánh nè. Đâu dần. Có em ca không còn thua nữa mà. Khó quá. Ui chém. Né 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 đạo. Né đạo. Né đạo. Né đạo. Né. Chém một đạo. Chém một đạo. À còn đánh quá nè. Ui sơ. Ui sơ. Ui sơ. Ui sơ. Không còn thua nữa mà. Má, gặp Thiếu Lâm này thua chắc rồi. Anh em thấy đồ của Lạc Hoàng Lương chưa? Thiếu Lâm này thì mình chịu rồi em ơi. Không tăng được. So với Thiếu Lâm sao tăng được anh em? Nếu đọc đi tăng Thiếu Lâm. Đồ đứng làm chém 2 đao chết anh em sao tăng được. Chém 2 đao rồi chết sao tăng được. Đây mình dính lại bằng chân động double x2 này banh luôn nè. Đừng nói mà thắng. Non à, vô đây vơ ga đi. Vô đây vơ ca đi. Rồi Khải đưa cho Thiếu Lâm Khải thôi. Không cần Thiếu Lâm kia đâu. Thiếu Lâm Khải vô đây vơ ca này. Cầm năm đọc đây, Khải cầm Thiếu Lâm Khải cho. Đấy mà vâng ca. Đấy Thiếu Lâm này nó mang đao tứ không này nọ. Xem chưa biết nói như thiệt và trưởng lưu. Vô đây Khải đưa năm đọc này trưởng lưu cầm. Rồi Khải cầm Thiếu Lâm của Khải. Vâng ca không? 1 anh 10 chơi không? Nhắm anh được không? Thiếu Lâm Khải chưa ăn được nói gì ạc này. Chịu rồi. Đồ dần mà. Chém đâu mình chém nó không ăn thua em ơi. Bữa trước Khải tính tam rồi. Đúng không? Đứng làm cái này dính 2 đang làm một chuyện muốn chết rồi. Ôi xưa. Chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi. Má chém thốn vãi cả đấy. Này đứng lại cái này chém chết luôn ấy. Xem đồ của ông Lạc Văn Lương chưa. Mà nói như thiệt vậy. Anh kiểu gì, anh còn niềm tin nè. Anh Thiếu Lâm Khải cũng chưa ăn được. Anh này. Anh Nam Độc này nè. Đánh với anh Thiếu Lâm Khải cũng chưa ăn được. Trong cái đó Thiếu Lâm Khải chưa có đau đấy. Đừng nói mà ăn được. Anh này full đồ mắt ộp này. Họ đau tứ không 43 cấp. Đồ cấp 160 mấy. Mình có 142 thôi. Đồ xanh, anh mình niềm tin. Nó thấy chém không? Thấy chưa? Giờ đứng làm cái thì chết. Nó thấy đau bằng chân ra chưa? Ít 2 đam rồi đấy. Chém một cái chết. Xém chết bao lần nữa nè. Này câu đam khó quá. Không hiểu nào câu được. Mấy ông chém lần này chịu rồi à, không dám đứng đam luôn. Đứng mà đam. Giờ đứng lại đam cái là chết. Đứng lại đam cái là chết. Dính đam liền luôn nè. Chém chạy không nổi luôn đó. Đồ thánh người ta. À, đồ dân. Thiếu Lâm này chịu thua nè mày. Thôi xong à, đứng lại ngay xem chết rồi. Đúng rồi. Thua thua chắc rồi. Thua chắc rồi. À chém đầu quá nè mày. Vô đây. Ai nói thắng được vô đây. Khải chỉ cầm Thiếu Lâm cùi của Khải thôi. Thiếu Lâm Khải gọi là Thiếu Lâm bình thường thôi. Đây Thiếu Lâm này cho anh em xem. Thắng gì? Thắng một niềm tin nữa. Thấy một niềm tin nữa. Hết tiền lực cũng thua. Đường nào cũng thua. Đây. Giờ quýnh giùm Khải cái. Đơn giản thôi. Bây giờ thì ra kèo đi. Khải sẽ đưa cuốn này cho ông nào vậy đây. Ông nào vậy comment đây. Ông trưởng lưu. Không biết trưởng lưu này là chơi năm đặng nhiều chưa. Đứng lại anh hà đao chết thôi. Trưởng lưu này. Comment thì vô đây thử sức không. Khải sẽ giao cái năm đọc cuốn này cho trưởng lưu. Và Khải sẽ cầm Thiếu Lâm của Khải. Solo. Chơi. Đó. Thử ăn được không? Còn đây, sẽ đồ của Lạc Văn Lương đây.
Không có né cũng không được em ơi. Trước thua 2 trận rồi đánh cũng nổi. Đây, đồ là con lương nè. Kỳ hở mà tầm này câu đam đã câu không nổi, nó chặt hai mà đau muốn ngã ngựa mà rồi câu lên câu kiểu gì. Vào tay. Đó. Đó, dùng quánh đi. Dùng quánh đi. Đồ người ta đấy, dùng quánh đi. Đó. Dùng quánh đi. Không mình niềm tin. Này không phải niềm tin. Còn chém hai đang muốn bóc ngựa, bóc hơi mà muốn mình niềm tin nữa. Đó ok anh em ơi, nói chung mình chấp nhận thua cái ạc đó, phải thấy thua chắc chắn rồi. Còn ông nào mà muốn thử sức cứ vô đây. Đây, ạc thiếu lâm khả đây. Ạc thiếu lâm khả thì cua rồi thôi. Vô đây, test thử mà biết. Đây, đừng có gì cho coi, ạc thiếu lâm khả cũng tương đối thôi. Không bằng ạc lúc nãy nhưng mà khả khẳng định là thiếu lâm khả sẽ ăn ạc này. Đó, một ai muốn bơ ca vô đây, inbox Facebook, vô đây bơ ca thử. Vâng ca muốn như thế nào thì chiều theo đó thôi. Đây nè, anh Thứ Lâm khả đâu? Đây Thứ Lâm khả đây. Nhiều người nói cứ không cứ này nọ cứ cảm giác là mình là bá đạo. Đây Thứ Lâm khả đây. Ok chưa? Thứ Lâm khả đây. Đó, ok chưa? Vô đây. Đây Thứ Lâm khả này. Khả sẽ cầm mặt Thứ Lâm. Còn ông nào nói năm độc thắng được á thì cứ vô đây. Khả đưa ạc năm độc cuốn cho mà cầm. Rồi vô đây cuốn như Thứ Lâm khả. Đó. Vô đây cuốn như Thứ Lâm khả. Ok chưa? Ông nào mà nói Thiếu Lâm lúc nãy mà anh con năm động là anh được thì Khải xin thua. Đấy, anh Thiếu Lâm khả đây. Anh Thiếu Lâm khả bình thường thôi mà Khải dám chắc anh được hai một con hát mà cuốn này. Đó. Đây, anh của ông kia đây. Xem đánh lại được 158. Chưa nói đâu, anh này chưa Thiếu Lâm rồi mà Thiếu Lâm rồi. Ông là 100 chưa, ông chưa cập nhật nữa. Ông chưa cập nhật. Thiếu Lâm nó đồng vô nó mới lạ luôn. Ok anh em ơi, Khải vô đấu giá các anh em ơi. Thua anh em ơi, chấp nhận 2 trận rồi. Thua gặp Thiếu Lâm đã thua. Hôm trước Khải có ăn Thiếu Lâm nhưng mà Thiếu Lâm thường thôi nè. Thiếu Lâm thường thì Khải ăn được, Khải có đam ăn được. Tại vì cái lượng đam người ta không chết được mình. Còn Thiếu Lâm này chém 2 cái chết bà rồi đánh gì. Không đánh nữa. Chiến là không đã nhận chưa. Ok đã nhận rồi nha Hà Kiều ơi, cảm ơn Hà Kiều nhiều nha.